Ra đuổi tôi, ra đuổi tôi nào. Hai chị em đang làm gì đấy? Chào các bạn đi. Đấy, hôm nay nha, hai chị em buổi chiều đến đấy nhỉ? Hai chị em đi chăn gà đấy, gà thì đàn gà nó về rất là đông rồi đấy. Quay thóc cho nó ăn đi con. Ồ, con quay đi cho nó ăn. Quay thăng đi, quay thăng. Ờ, lém ra cho nó ăn. Yeah. Bắn lên hết trên đầu rồi con. Thấy chưa các bạn, hai chị em chăn gà rất là siêu. À, chị Ngân Hà sẽ tí nữa sẽ dạy em nhá. Ồ, ôm được cái gì? À, bạn Chi vẫn đang bảo là cho gà ăn đấy. Ô hết rồi. Đấy, chị Ngân Hà cho một tí vào là để em quải ra nó ăn nhá. Ờ, đàn gà đang là rất là đói đấy chị nhỉ. Ừ, con đi ra ngoài kia đi. À, tiếp tục đi chăn gà nào. Chị tắm đuôi gà. À, đi tắm đuôi gà được không? Vừa đây tắm đuôi rồi đấy. Ra đuổi tôi, ra đuổi tôi nào. Đấy, hai chị em đang chị Ngân Hà đang dạy em cách chăn gà đấy. Ôi rơi rồi. Cái gà cám đâu nhỉ? Đây, dụng đã sớm đây rồi. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Wow, đàn gà xong. Đấy, các bạn xem thấy bạn Bình Chi chưa? Hai chị em đang chăn gà rất là siêu luôn. Ôi, 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 ôi. Đi tóm cổ gà. Làm gì mà tóm được đấy con. À, chào các bạn nhá. Mình thích đi tóm cổ gà. Ờ. Con đưa em về đằng kia để cho em chăn gà nào. Chú gà đang rất mải ăn đây này. Em ở đâu luôn mà. Đi đâu đây? Chờ cái gì đây? Đi chăn gà chứ. Chờ em nha. Con gì? Có một. Nào đi chăn gà đây. Ờ.
Cái nào ơi? Nhà mình chọn là nhiều gà gì nhất nhỉ? Toàn gà trống to thôi. Nào, Chi đi sờ đầu đi. Rồi ơi, con Chi này. Đi sờ đầu gà đi, đi sờ đầu gà cho bạn. Nào, đi sờ được không? Con gà đến tới thì thôi, thế là có đuôi gà. Hai chị em. Ôi trời. Nhanh. Wow. Cho chị cưới gà được không? Sờ lông gà đấy, sờ lông gà ấy. Hai chị em đang làm gì con chú gà trống này đây? Ồ, thì đang làm gì mà to thế? Con là ra thịt được. Ông nói đây, gà trống này béo không? Là có nhiều thịt ăn lắm. Trời ơi. Yeah. Ôm gà. Cho em sờ đầu chú gà trống thế nào? Ưi. Gì vậy? Gà. Chị đâu rồi? Chạy ra đấy rồi. Thôi con thả xuống nào, con thả xuống đi. Cái thứ này to quá không ăn hết đâu. Để con bé thôi nhỉ. À, cũng đi nó bắt chú gà trống, thích bắt chú gà trống à, để làm gì? Đây là cái gì? Cho gà ăn bún á. Đấy, hết cho ăn cám rồi lại cho ăn bún đi này. Ôi, dường như là gà nhà mình nó thích ăn bún ý. Nào, chị lém nó quẳng cho nó ăn này. À. con cho gà ăn. Nó quẳng cho nó ăn. Người nào ơi, tí nữa bà ấy xong thì cho nó ăn trái đậu, gà nó thích ăn lắm đấy. Ăn đậu, ăn dưa. Nhìn như kiểu con dưa đấy nhỉ? Gì? Kia cho gà trống ăn đi. Đây. Hai chị em đã cho gà ăn xong chưa nhỉ? Con chào tạm biệt các bạn nhé con. Kênh Nhà Làm TV nhé, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.